Thiền Quán Âm đem lại an lạc và hòa bình cho thế giới. Quý vị đã tâm ấn lâu rồi, ai nấy đều cố gắng tu hành tọa thiền, tịnh hóa bản thân. Điều này rất hữu ích cho bầu không khí của thế giới. Chúng ta giúp đỡ thế giới bằng cách này. Thành ra tôi mới nói rằng quý vị là ân nhân cứu mạng của thế giới. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều anh chị em của chúng ta quên mất bổn phận của họ, quên mất Phật tâm của họ, quên mất phẩm chất Thượng Đế. Thế cho nên họ đã làm rất nhiều chuyện không tốt đối với thế giới, đối với vũ trụ. Nếu như mọi người đều làm như vậy, không ai tìm cách cân bằng, thì thế giới của chúng ta sẽ xảy ra tai ương rất lớn. Rất nhiều thiên tai đã xảy ra, nhưng còn có những thiên tai lớn hơn sẽ xảy ra. Đến nay, những tai ương này chỉ ảnh hưởng trong một quốc gia hoặc một vùng nào đó của một quốc gia mà thôi. Nếu mọi người vẫn như cũ, không chịu tu hành, tiếp tục làm những chuyện xấu xa, không màng đến mạng sống hoặc cảm giác của người khác, không lo lắng đến chuyện nhân đạo, thì sẽ có những tai ương lớn hơn sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Không cần có thần thông cũng có thể nhìn thấy được tương lai. Không cần dùng thần thông cũng có thể biết được, bởi vì rất hợp lý. Đó là nhân quả. Rất nhiều nhà tiên tri, nhà tướng số nhìn thấy những thiên tai rất lớn sẽ xảy ra trong cùng một lúc tại thế giới này. Tại nhiều quốc gia khác nhau, tại nhiều thời đại khác nhau đều có thể thấy được cùng một cảnh tượng như thế. Những người ấy thật sự có thể nhìn thấy được tương lai, họ không phải nói một cách bừa bãi. Mỗi quốc gia, mỗi thời đại đều có những người như thế. Điều này không có gì là hy hữu cả. Nhưng có thể giờ đây, chúng ta cố công tu hành. Mỗi quốc gia đều có những người tu hành của chúng ta. Có nhiều trung tâm cộng tu lớn, mọi người hợp lại với nhau thì lực lượng rất mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng thế giới này vẫn có thể cứu được. Nếu chúng ta thành tâm, hợp lại khẩn cầu một điều gì, hoặc hợp lại tu hành, sẽ phát ra bầu không khí hòa bình, sẽ mang lại ảnh hưởng vô cùng to lớn. Điều này không phải chỉ giới hạn ở nơi chúng ta mà thôi. Minh sư, nguồn dưỡng chất, trưởng dưỡng tâm linh. Chúng ta biết là người tu hành có lực gia trì. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy rất dễ chịu khi thỉnh thoảng được đến gần những vị tu hành cao đẳng và có đức hạnh. Nếu xa họ một thời gian dài thì chúng ta sẽ rất nhớ họ. Họ là nguồn dưỡng chất vô hình, nuôi dưỡng bản thể tâm linh vô hình của chúng ta. Giống như việc tưới cây. Nếu chúng ta tưới ở gốc thì cây thấy dễ chịu và trở nên xanh tươi, xum xuê và đơm hoa kết trái. Đó là vì nước chứa nhiều dưỡng chất nên cây được bổ sung thêm dinh dưỡng. Tương tự, bất kỳ vật thể hữu hình nào một khi tiếp xúc với chất bổ dưỡng tâm linh cũng sẽ hấp thụ nó vào trong từng tế bào. Càng hấp thụ được nhiều chất bổ thì sinh vật đó càng tươi tốt, càng phát triển và nó càng có nhiều biến đổi bên trong hơn. Ví dụ như một cây non, chỉ cần chúng ta tưới nước, bón phân thì nó sẽ hấp thụ mọi dưỡng chất rồi phát triển mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn, tươi tốt hơn và khác biệt hơn. Linh thể chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta đến gần nguồn dưỡng chất tâm linh như từ trường, đạo đức và tình thương của những bậc đại tu hành, thì linh thể của chúng ta sẽ phát triển và cảm thấy rất thoải mái. Đó không phải là sự thoải mái vật chất, thân thể vật chất dường như không thay đổi, nhưng linh thể bên trong chúng ta cảm thấy viên mãn, tự tại do được hấp thụ thức ăn tinh thần. Vì vậy, một người đại tu hành có thể giúp ích cho rất nhiều người. Ý nghĩa tượng Phật Di Lặc cười. Chúng ta cần phải vui vẻ, thanh khiết và đơn thuần. Thứ nhất là để bảo vệ chính mình. Thứ hai là để bảo vệ người khác. Chúng ta phải nhắc nhở nhau vui vẻ lên. Chúng ta chỉ cần quyết định vui lên là được. Mỗi lần đến cổng thiền đường, chúng ta cần phải quyết tâm tự làm cho mình cười. Hãy nhắc mình tự cười lên. Ở mỗi ngôi chùa đều có tượng Phật Di Lặc.
Tượng Phật đó là để nhắc nhở mọi người cười. Nhưng rồi theo thời gian, mọi người đã lãng quên điều đó. Bây giờ hãy nhìn thấy Phật Di Lặc là họ quỳ xuống khóc lóc, kể lể đủ thứ chuyện. Đến cả Phật Di Lặc cũng cười không nổi nữa. Mỗi khi đến thiền đường, quý vị hãy vứt bỏ hết rác rến đi và cười tươi lên. Thỉnh thoảng quý vị ép mình cười cũng rất tốt, bởi vì các tế bào trong cơ thể chúng ta chỉ phản ứng theo hiệu lệnh. Khi tế bào mở miệng cười, thì tất cả tế bào trong cơ thể cũng sẽ cười theo. Nếu dùng kính lúp, quý vị thật sự có thể thấy tất cả tế bào trong cơ thể đang cười vui vẻ. Rồi tự nhiên tinh thần chúng ta sẽ được cải thiện và tâm trạng trở nên phấn chấn hơn. Tịnh hóa thức ăn khi đi ăn ở ngoài. Nếu có thể, chỉ nên dùng bữa ở nhà, tự nấu cho mình và chồng con. Thỉnh thoảng, nếu muốn thưởng thức một chút, thì tất nhiên quý vị có thể đi ăn ở ngoài. Như vậy cũng được, nhưng phải cầu nguyện thành tâm trước khi ăn. Niệm hồng danh nhiều lần, rửa thực phẩm bằng ánh sáng và bất kỳ lực lượng nào quý vị có được từ bất kỳ nơi đâu. Từ mười phương chư Phật, rồi hãy ăn và tin tưởng rằng đó là thức ăn tinh khiết, bổ dưỡng. Ngay cả thức ăn không tinh khiết, liệu có giúp ích gì cho quý vị nếu quý vị nghĩ rằng nó không tinh khiết? Vì vậy, quý vị nên lạc quan, tin tưởng rằng thức ăn tinh khiết đã được tịnh hóa bằng lực lượng của Phật Bồ Tát. Bởi vì không có điều gì mà lực lượng của Phật, của Thượng Đế không thể làm cho quý vị. Ngài có thể biến thuốc độc thành nước cam lồ. Cho nên, nếu quý vị phải đi ăn ở ngoài, thì phải tin tưởng điều đó. Tính thác vào Ngài. Tu theo sư phụ quá dễ, muốn giải thoát cũng rất dễ. Chỉ mỗi ngày tu pháp môn Quán Âm ít nhất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tin rằng sư phụ có công đức bất khả tư nghì, tin rằng sư phụ là đẳng cấp cao nhất, chỉ vậy thôi. Còn những điều khác thì khỏi lo tới. Bất luận quý vị đã từng làm gì, đều có thể siêu vượt. Bất kể trong quá khứ, nghiệp chướng của quý vị nặng bao nhiêu, đều có thể rửa sạch. Dù quý vị ở thế giới ta bà này, chỉ tu đến thế giới thứ hai, sư phụ cũng kéo quý vị lên cõi thứ năm. Khi quý vị lìa đời, sư phụ sẽ đến rước quý vị đi. Sư phụ đi đâu thì quý vị cũng đi đến đó. Cho nên phải biết rằng, người nào tin sư phụ sẽ vĩnh viễn không bị luân hồi sinh tử. Phải hết sức tin tưởng là sư phụ có lực lượng bất khả tư nghị. Lời pháp cam lồ. Dù chúng ta sống ở một nơi không có tự do, nhưng nếu tâm chúng ta vẫn rất sung sướng, rất mãn túc, đạt được nguồn an vui của nội tại, thì chúng ta thật sự là người tự do. Hãy thận trọng về điều mình muốn và đảm bảo là quý vị chỉ muốn Thượng Đế, chỉ muốn những điều cao thượng, nếu không, nó cũng sẽ đến với quý vị. Tốt hơn là chúng ta thiền thật nhiều và rồi chúng ta có rất nhiều công đức tâm linh. Rồi cho dù tiêu dùng một số vào thức ăn hoặc vào việc khác, hay lỡ tổn thương người khác, chúng ta vẫn có đủ để lo cho mình. Giúp người khác quá nhiều trong khi chúng ta thiền quá ít thì không tốt, bởi vì chúng ta sẽ không được thăng bằng. Chúng ta sẽ mất sự kiên nhẫn và tình thương. Nếu chúng ta không có tình thương, mọi việc chúng ta làm đều vô ích. Không cần biết chúng ta làm việc gì, việc đó phải được thực hiện với tình thương. Chỉ có tình thương mới cảm động được Thượng Đế, Phật và lòng người. Nếu quý vị có công việc hay làm bất cứ gì cho thế giới, quý vị phải thiền nhiều hơn, ít nhất 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng đồng hồ. Nếu không thể làm vậy, quý vị sẽ gặp rắc rối. Cho nên, thiền là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác cho quý vị và cho thế giới. Nếu muốn giúp người khác, quý vị phải thiền ít nhất 4 tiếng, không phải chỉ 2 tiếng rưỡi. Thiền 2 tiếng rưỡi thì chỉ vừa đủ cho chính mình và chia sẻ một ít với người khác. Chúng ta phải sống trong thế gian này với tất cả những cám dỗ và sự đấu tranh của nó. Tuy nhiên chúng ta
lại phải giữ gìn sự tinh khiết và kỷ luật bản thân như là hoa sen được sinh ra từ trong bụng, nhưng rất tinh khiết, rất sạch và mang hương thơm nồng nàn. Chúng ta phải trở nên thánh nhân trong địa ngục. Nếu chúng ta muốn thế giới của chúng ta trở thành thiên đàng, thì cần phải hướng về chân thiện mỹ, học tập với các vị thiện tri thức. Phải tìm kiếm lý tưởng thanh cao và trí huệ bên trong, thì thế giới sẽ thành thiên đàng. Mỗi khi chúng ta trải rộng lòng thương yêu nhân từ, khoan dung và thông cảm đến với mọi người, đó là lúc chúng ta kiến tạo thiên đàng. Bất cứ chúng ta làm việc gì đó đúng hay sai, nếu chúng ta làm không đúng chỗ hoặc không đúng lúc, thì việc đó cũng vô ích. Thiền nhiều thêm để có thể giúp đỡ người khác. Quý vị có thể gia trì thế giới này mà mình mang ơn rất nhiều. Quý vị sinh ra ở thế giới này với đôi bàn tay trắng và quý vị được nuôi dưỡng, được cho mặc quần áo, được thương yêu, được gia trì cho tới khi trưởng thành. Quý vị nợ mọi người chung quanh ở thế giới này biết bao ân huệ, biết bao tình thương. Người may y phục cho quý vị, người trồng rau quả, người cày ruộng trong mồ hôi nước mắt dưới ánh nắng mặt trời, trong khí hậu lạnh lẽo, trong thời tiết giá băng, chỉ để cho quý vị sống còn. Quý vị mang ơn họ rất nhiều. Quý vị phải thiền nhiều thêm. Vấn đáp chọn lọc. Cái chết của một vị minh sư tại thế. Vấn. Ngài đề cập rằng chỉ có một vị minh sư tại thế mới có thể chỉ dạy đệ tử. Vậy sau khi sư phụ vãng sanh, đệ tử của Ngài ra sao? Sư phụ. Sư phụ không chết bởi vì xưa nay sư phụ chưa bao giờ sinh ra. Chẳng qua là cái công cụ nhục thể này nó bị hư đi, cũng giống như lái một chiếc xe, đã hơn 20 năm vậy. Sau khi chúng ta đã câu thông ở bên trong rồi, chúng ta không phải là nhục thể này nữa. Sự thật, quý vị và sư phụ không phải là nhục thể này. Khi chúng ta rời bỏ nhục thể này vẫn được để lại nơi đây. Nhưng nó bất động. Quý vị cần hiểu một cách cơ bản rằng chúng ta không phải là nhục thể này. Cho nên sư phụ chỉ mượn nhục thể để quý vị có thể câu thông được với lực lượng bên trong. Khi chúng ta đã câu thông rồi, thì vĩnh viễn không ngăn cách. Cho dù nhục thể của sư phụ đã đi mất, quý vị vẫn câu thông với sư phụ như thường. Đây mới là điều quan trọng. Chúng ta không phải là thân thể này, không phải là con người như chúng ta nghĩ. Chúng ta là trí huệ, là tình thương, là sự thánh thiện vô cùng. Sự gia trì tối cao đến từ sự phát triển nội tại. Vấn. Sư phụ, con nghĩ rằng Ngài đang làm công việc thiên đàng, chứ không phải là việc địa phương. Nhưng khi Ngài gia trì cho người ta, thì điều này có liên quan gì đến Ngài? Giả sử Ngài muốn gia trì cho mọi người tại đây tối nay, thì điều kiện Ngài cần có là gì? Sư phụ, tôi không có nói rằng tôi sẽ gia trì cho quý vị hay bất cứ ai. Chỉ là khi người ta vô cùng buồn khổ, họ xin gia trì, và nếu tôi không làm một điều gì đó, bất cứ gì, thì họ không cảm thấy mãn nguyện. Quý vị có thể nói rằng những điều tôi cho là gia trì. Bản thân tôi không bao giờ cảm thấy tôi gia trì cho ai. Nhưng nếu Thượng Đế đồng ý dùng tôi để gia trì cho người nào đó, thì ý Ngài sẽ được thực hiện. Không vấn đề gì. Tôi hiện diện vì Thượng Đế. Vâng. Thế chúng con có thể xin Ngài gia trì tối nay không? Sư phụ, nhưng tôi phải làm gì? Tôi có thể làm được gì cho quý vị? Tại sao quý vị không tự gia trì cho mình bằng lực lượng Thượng Đế của chính mình? Như vậy quý vị sẽ được gia trì mỗi ngày và mãi mãi, thay vì nhận gia trì chỉ một lần, từ tay tôi hay chân tôi hay mắt tôi. Điều này ngắn ngủi và vay mượn. Tốt hơn là quý vị tự kiếm tiền và đầu tư, để trở thành triệu phú nhanh chóng. Sự gia trì tối cao là của chính quý vị. Khi quý vị phát triển chính mình về mặt đạo đức và tâm trí, rồi quý vị cũng sẽ có trí huệ của mình. Quý vị biết rằng Thượng Đế ở bên trong chính mình, quý vị tiếp xúc với vị Thượng Đế này và được gia trì mỗi ngày, không cần yêu cầu mà có thật nhiều, cho đến khi quý vị tràn ngập ân sủng, rồi sau đó quý vị cho kẻ khác.
Tôi không thể gia trì cho quý vị nếu quý vị không tự gia trì cho chính mình. Tôi có thể cho quý vị một ít thoải mái và nâng cao trong giây lát nếu quý vị dễ tiếp nhận. Nhưng sự gia trì tối cao và lâu dài nhất là tâm ấn, là khai ngộ. Biết Thượng Đế là đức hạnh cao nhất. Vâng, sư phụ có tin rằng Thượng Đế khảo chúng ta hoặc cho những thử thách để chúng ta có thể vượt qua ngõ hầu tiếp tục mà đi theo con đường của Ngài không? Sư phụ, Thượng Đế chẳng có khảo người nào cả. Quý vị sẽ ngạc nhiên. Thượng Đế chỉ thương yêu và đứng bên cạnh quý vị sẵn sàng. Ngài cho chúng ta trí huệ và ý chí tự do để chọn lựa những gì mình muốn tạo ra, những gì mình muốn thể nghiệm trên con đường về cõi vĩnh hằng. Chúng ta là Thượng Đế. Thượng Đế sao lại khảo Thượng Đế chứ? Chúng ta là một với Thượng Đế, thì sao Thượng Đế lại thử chính mình? Điều này rất khó giải thích, nhưng chúng ta đã chọn tách ra thành những văn phòng riêng biệt và có những chọn lựa khác nhau để vũ trụ này có nhiều màu sắc. Nhưng cũng vì như vậy mà chúng ta bị ngục tù thể xác này làm mù quáng và khiến chúng ta quên mất những gì mình phải làm. Thế rồi chúng ta vùng vẫy, hoang mang, thất vọng, bực bội, đau khổ, không biết vai trò của mình trong đời sống này thật sự là gì, hoặc không biết trời Phật thật sự muốn gì. Do đó mà mình phải trở về lại với Thượng Đế để liên lạc, nhận được thông điệp. Lúc đó đời sống mình mới không còn phiền não nữa, và lúc nào cũng êm xuôi, hạnh phúc, hoan hỷ và đầy trí huệ. Trích lời giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư và các buổi thuyết giảng vòng quanh Âu Châu.